ngày 10 tháng 10, công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp điều tra cái chết của một người đàn ông dưới giếng hoang. Nạn nhân là ông H, 48 tuổi. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9 tháng 10, ông H đi vào khu vực tổ 1, ấp Vườn rau, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Nghi có trộm đột nhập, người dân bật đèn và hô hoáng. Sau đó, người đàn ông bỏ chạy một đoạn thì không may rơi xuống giếng hoang sâu khoảng 8 mét của người dân địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã điều động hai xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải cứu nạn nhân. Khoảng 3 tiếng sau đó, lực lượng chức năng đưa được người đàn ông lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong. Bước đầu công an xác định ông H là người nghiện ma túy.